Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại giới thiệu đến các bác một mẫu xe của Ý, De Rosa. Đời này đời logo Classico các bác nhé. Và nó có cả chữ ký luôn. Thì chiếc này thì nó có cái size ống đứng đo tâm là 51, ống ngang đo tâm là 52 các bác nhé. Và nó được trang bị full bộ group Campagnolo Athena 11S. Đó, 2 đĩa và 11 níp. Cặp bánh bộ Camba Khasim. Đó. Bộ đầu ghi đông bông tăng và cọc yên là có khắc De Rosa luôn các bác nhá. Thì trước này thì em thanh lý hộ ông chú đấy. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng chiếc này thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990. Đó, các bác cần thêm hình ảnh chi tiết thì kết nối Zalo em sẽ gửi cho các bác nhé. Chiếc xe này thì nó còn khá là đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc này giới thiệu đến các bác nhé. Các bác cùng theo dõi. Đầu tiên là cái bô tăng, ghi đông bông tăng này. Đó, chữ này chữ khắc nha các bác nhé. Cái bộ chén cổ này của Zico nha các bác nhé. Đây. Còn trên cái ghi đông là chữ dán các bác nhé. Đó, là tem dán. Còn cái bông tăng là khắc. Đó, cái dây thì được bọc da các bác nhé. Bọc chết da đây rồi. Được may được rồi. Đó. Thì nhìn nó hơi lộn xộn một tí thôi. Đúng ra thì họ phải bọc ở bên trong, bọc thêm cả cái phần dây bên trong, nhưng mà cái này họ bọc dây trước cho nên là cái phần dây cáp nó không đi vào trong được các bác nhá. Thì các bác có thể xử lý bằng cách quấn thêm một từ đây đến đây này, từ đây đến đây, để cho nó lấp cái dây đi cho nó thẩm mỹ. Tiếp theo là tay lắc. Bộ rúp này thì nó còn rất là mới nha các bác. Chú này chú ấy, bây giờ chú lớn tuổi rồi, chú ấy ít đạp cho nên là chú ấy nhờ em đăng thanh lý hộ. Em sẽ quay chi tiết về những cái món trên này trước, sau đó em quay cái sườn sau. Đây là cái ngày em tháng trước. Đấy, để bẩn nha các bác nhá. Này là để bẩn thôi. Vệ sinh đi thì nó sạch thôi, nó đẹp. Đây là cái cặp bánh Camba Khasim này. Đó. Vỏ thì Victoria. Cặp này là vỏ rượt rời nhé các bác nhé. Đây là bộ dò dĩa này. Bộ dò dĩa của Athena 11 này nó có cái thông số là đĩa lớn. Đó, đĩa lớn là 50, đĩa nhỏ 34 các bác nhá. Đó, còn rất đẹp. Tem mác còn rất đẹp, không có chày đâu các bác nhá. Chiều dài của giò là 170. Kèm theo đó là đôi vidan lúc của Pháp. Lúc kéo mắc 2 nha. Đó. Đây cái bình nước gì đây? Bình nước này không tính đấy. Đây là cái sang đĩa nha các bác nha. Đó. Cái này là vết bẩn đo. Dán cái gì vào đây nè, xong nó bong ra là bây giờ vệ sinh thì nó sạch. Đây là cái cùi đề hay gọi là sang líp 11 của Athena này. Còn rất đẹp nha các bác. Níp của nó luôn nha. Cái này là full bộ group à. Đây liền sau đây. Đây là cái ngày tháng sau này.
đó, để bẩn thôi nha các bác nha, vệ sinh đi nó sạch. Cái cọc yên này là có cái tem đờ rô xa là được sơn lên nha các bác, nhưng mà đây là nó bị chảy hết rồi. Đấy, còn lại một tí hình trái tim này. Cái yên thì yên physics đó, dòng Winfred. Ti mở nhanh theo bánh xe này. Đây là cái giò bên trái này. Đó. Đây có một vết chảy nhỏ xíu này. Xe này thì em thấy nó có một cái tem của thị trường Nhật đây, chắc là chiếc này trước là được dùng ở bên thị trường Nhật cơ nhá. Cái tem an ninh Nhật này. Đó. Bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc sườn này giới thiệu cho các bác nha. Đây. Cái logo đằng trước của Derosa này. Cusalo em. Cái logo này là được tán đinh rồi các bác nhá. Đó. Cái sườn này thì khả năng là được xi nguyên nguyên cây rồi các bạn, và có lộ phần giắc co ra này. Sườn thì còn rất đẹp. Cái size của nó ống đứng là 51, ống ngang 52. Các bác có thể thấy là Derosa làm rất chi tiết. Giắc co ở chỗ bắt gọng bình nước này. Đó, hình quả chám nha. Đó, logo này thì được khắc chìm này. Đời này nó vẫn là vai ngang này. Cuộc trước đẹp, gần như không tì vết này các bác. Nước sơn còn rất đẹp. Có chữ ký luôn này. Đuôi túm nha các bác. Derosa này thì nó cũng là một cái thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Bác nào mà thích thương hiệu thì và thích nó hiện đại một chút thì có thể sở hữu chiếc này. 11 tốc độ nha các bạn nhé. 11 lít. Đó, BB này 36 này. Đó. Đây là 36 chỗ này nha các bác nha. Các bác đừng nhìn chỗ này. Chỗ này nó là cái lực. Cái lực nén của nó là 35 Newton mét này. Đây. Derosa khắc chìm ở dưới gầm BB này. Phần phuộc bên này. Chén cổ này có gì co không? Nói chung là tổng thể chiếc này thì nếu như mà lau chùi đi là nó rất đẹp nha các bác nhá. Rất mượt mà. Đó, vừa rồi thì em có quay chi tiết chiếc này giới thiệu đến các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng chiếc này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409990. Đó. Thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em báo giá cho các bác nhá. Vì thanh lý ở chú đấy cho nên là giá nó cũng hợp lý thôi.
Bác nào mà muốn lấy số điện thoại gọi điện giao dịch trực tiếp thì cũng alo cho em nhé. Đó. Bây giờ em cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em Bad Vlog, xin chào các bác.